Xin chào, rất vui rất được gặp lại các bạn. Ngày 12 tháng 9 vừa rồi, trong phiên điều trần đầu tiên về UFO của Quốc hội Mexico, một nhà nghiên cứu UFO tự xưng đã tiết lộ thứ mà ông cho là xác chết của người ngoài hành tinh đến từ Peru. Phiên điều trần mở đầu bằng một số video cho thấy những hiện tượng dị thường chưa xác định được trên khắp đất nước Mexico. Jaime Maussan với hơn 50 năm làm nhà báo đã tuyên thệ, tức là thề chỉ nói sự thật, trước khi thực hiện một bài thuyết trình khiến người nghe rụng hàm. Minh họa cho bài thuyết trình của ông ta là hai xác chết trưng bày trong hộp kính, kèm theo tuyên bố họ không phải là con người. Đây chắc chắn là phát hiện chấn động nhất trong vòng 100 năm qua, tất nhiên nếu tất cả những tuyên bố đó được xác minh là đúng sự thật. Tuyên bố đầy chất kích thích của Jaime Maussan, một nhà báo dành nhiều tâm huyết cho người ngoài hành tinh, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt trên khắp thế giới và tạo ra một làn sóng chế meme trên khắp các trang mạng xã hội. Hai mẫu vật mà ông Maussan mang đến buổi điều trần được cho là tìm thấy ở Peru vào năm 2017, có kích thước nhỏ bé và có màu phấn. Mỗi người đều có bàn tay 3 ngón và có vẻ như đầu của họ đã bị teo lại hoặc khô héo. Nếu như bạn thấy xác ướp này trông quen quen hoặc hình như bạn đã thấy nó ở đâu đó thì chuẩn rồi đấy. Các xác ướp này khớp một cách thật tình cờ và đầy bất ngờ với các mô tả của Hollywood về người ngoài hành tinh. Sau tuyên thệ, ông Maussan tuyên bố đây là những sinh vật phi nhân loại không thuộc quá trình tiến hóa trên trái đất của chúng ta. Maussan khẳng định là các nhà nghiên cứu tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico đã kiểm tra cả hai xác ướp và phát hiện ra rằng một thi thể có tới 3 quả trứng bên trong. Lưu ý, trứng này là trứng nở ra con giống như trứng gà, trứng vịt, trứng khủng long, chứ không phải là trứng rẽ aka tinh hoàn như mấy ông đang nghĩ bậy bạ đâu nha. Vẫn theo Maussan, khoảng 30% dữ liệu DNA thu thập được từ những đối tượng này là chưa từng được biết tới. Jose de Jesus Benítez, giám đốc Viện Khoa học Sức khỏe của Hải quân Mexico, một nhà khoa học pháp y, đã trình chiếu ảnh chụp X-quang các thi thể lên Quốc hội kèm theo tuyên bố cổ của những người này có thể thò ra thụt vào. Họ không có răng, bộ não lớn và đôi mắt to mang lại tầm nhìn lập thể giống như con người nhưng có trường nhìn rộng hơn. Ông cho biết thêm rằng các mẫu vật đã được chôn cất tại một địa điểm hẻo lánh ở Peru và có niên đại khoảng 1.000 năm tuổi. Bất ngờ ở chỗ, cả hai đều có những bộ phận cấy ghép làm từ những kim loại cực kỳ quý hiếm, trong đó bao gồm cả Osmium. Tại thời điểm mà VFacts thu thập thông tin cho kịch bản này, có vẻ như là Quốc hội Mexico chưa đưa ra quan điểm nào về các luận điểm mà ông Maussan trình bày trong phiên họp kéo dài hơn 3 giờ. Điều này khỏi phải nói đã làm rộ lên những đồn đoán vô căn cứ về sự hiện diện của người ngoài hành tinh trên trái đất từ hàng ngàn năm trước. Câu hỏi là những tuyên bố của ông Maussan vào hôm 12 tháng 9 có bao nhiêu phần là thật? Câu trả lời nhiều khả năng là chẳng có phần quái nào là thật cả. Đầu tiên, nguồn gốc của các xác ướp trong tủ kính là một dấu hỏi lớn. Theo The New York Times, vào năm 2017, ông Maussan có vẻ đã được bắn tin về một số xác ướp từ một kẻ trộm mộ người Peru. Kết quả phân tích các xác ướp nói trên cho thấy chúng đã được sản xuất bằng cách dính các phần xương người, xương động vật và sợi thực vật lại với nhau. Một phân tích chuyên sâu hơn vào năm 2021 đã làm sáng tỏ vấn đề này, bằng cách chia nhỏ hộp sọ của xác ướp thành nhiều phần và chụp cắt lớp vi tính CT scan cho từng phần. Các nhà nghiên cứu đi đến kết luận rằng đầu của một trong các xác ướp đã được thi công từ một hộp sọ lạc đà không bướu đã bị hư hỏng và một số loại xương khác không xác định được nguồn gốc, được tạo hình rất giống với hộp sọ con người. Đáng nói, lạc đà không bướu là một loài động vật phổ biến tại ICA, Peru, nơi mà các xác ướp được tìm thấy. Kiểm tra phần cổ xác ướp, người ta tìm thấy 3 sợi ở cổ có thể là tĩnh mạch hoặc các sợi có nguồn gốc thực vật hoặc một đoạn ruột nhằm mục đích cố định các phần xương. Song song với việc bác bỏ quan điểm cho rằng các xác ướp thuộc về người ngoài hành tinh hoặc một chủng tộc phi nhân loại, phi trái đất nào đó, các nhà nghiên cứu còn bày tỏ sự ngạc nhiên về chất lượng và độ hoàn thiện cao của các xác ướp được tạo ra từ nhiều thế kỷ trước. Không ai dám khẳng định là người Peru cổ đại đã tạo ra chúng với mục đích gì, nhưng vì phách đồ rằng chính là để chơi khầm đám hậu bối như chúng ta. Được, hào án. Nếu như bạn sang Peru những ngày này, không khéo lại nghe thấy tiếng cười sảng sặc thỏa mãn vang lên từ lòng đất đấy chứ. Hiện không rõ xác ướp mà ông Maussan tuyên bố là người ngoài hành tinh hôm 12 tháng 9 có phải là một trong các bản sao của xác ướp 1.000 năm tuổi được tìm thấy tại Peru năm 2017 hay là những xác ướp hoàn toàn khác. Và cũng chưa rõ ông đã đưa các xác ướp mà rõ ràng là những báu vật quốc gia của Peru về Mexico bằng cách nào. Ngay cả khi mà các xác ướp được công bố mới đây là hoàn toàn mới, công chúng vẫn có quá nhiều lý do để hoài nghi. Tại Mexico, ông Maussan nổi tiếng với việc đưa ra những tuyên bố gây sốc trên sóng truyền hình và trên YouTube, cũng như một người bán hàng online với dòng sản phẩm bổ sung sức khỏe của riêng mình. Đặc biệt, ông Maussan có quá khứ bị bóc phốt 2 lần. Theo Snopes.com, vào năm 2015, ông này đã chủ trì một sự kiện mang tên nhân chứng Be Witness. Tại sự kiện, một xác ướp được cho là của người ngoài hành tinh đã được công bố. Tuy nhiên, sau đó, người ngoài hành tinh đã bị vạch trần là một xác ướp trẻ em người Mỹ bản địa. Video về sự kiện này sau đó đã được gỡ bỏ khỏi YouTube. Các nhà nghiên cứu đứng sau tuyên bố này cũng đã phải công khai xin lỗi. Cộng sự của Maussan trong buổi điều trần hôm 12 tháng 9, nhà khoa học pháp y Jose de Jesus Benítez tình cờ lại cũng chính là nhà nghiên cứu chính đứng đằng sau khám phá lỗi năm 2015. Đến năm 2017, đôi bạn cùng tiến Maussan và Benítez lại tiếp tục xuất hiện trong một phát hiện mới liên quan đến xác ướp. Trong một đoạn phim tài liệu trên kênh YouTube Gaia, một số xác ướp có 3 ngón tay đã được khai quật tại sa mạc Nazca của Peru, vốn nổi tiếng với những hình vẽ khổng lồ, một số dài đến 370 m, thường gắn liền với những câu chuyện huyền bí về người ngoài hành tinh. Xuất hiện trong video ở phút thứ 3, Benítez khẳng định rằng những xác ướp có 3 ngón tay khiến chúng tôi nghĩ rằng thứ này không thuộc về loài người. Những tuyên bố này khiến hội những người hâm mộ UFO, một phân nhánh của hội những người tin tất cả mọi thứ trên Internet, coi là bằng chứng về người ngoài hành tinh cổ đại. Các sinh vật có nguồn gốc bên ngoài hệ mặt trời đã sinh sống trên trái đất từ trước con người. Chỉ một ngày sau khi video nói trên lên sóng trên kênh Gaia, một bài viết bóc phốt chi tiết đã xuất hiện trên metabang.org, trong đó một thợ điêu khắc gốm sứ nhanh chóng chỉ ra rằng các xác ướp trông giống hệt như là đất sét khi nó đạt đến trạng thái khô hoàn toàn. Người này gọi đó là trạng thái khô đến xương, burn dry. Các bóc phốt thủ cũng nhanh chóng chỉ ra nhiều gương mặt quen thuộc xuất hiện trong video của Gaia như là Konstantin Korotrov, Jay Weidner, Jaime Maussan và Jose de Jesus Benítez thì đều là các chuyên gia trong các lĩnh vực ngụy khoa học bao gồm UFO, người ngoài hành tinh và các chủ đề huyền bí khác. Konstantin Korotrov là người đã khẳng định một cách chắc nịch rằng các xác ướp Nazca thuộc về một sinh vật khác. Ông này cũng là người đã tuyên bố phát minh ra chiếc máy ảnh có thể chụp linh hồn con người. Có ghê chưa? Jay Weidner từng là giám đốc mảng nội dung của Gaia.com, nổi tiếng với việc sản xuất các video huyền bí và niềm tin mạnh mẽ rằng nhân loại đã không đơn độc trong hơn 6.000 năm qua. Riêng ông Maussan thì được mô tả là một nhà báo nổi tiếng trong giới UFO với tư cách là người cường điệu hóa những tuyên bố vô căn cứ về người của hành tinh. Ông ta cũng có vẻ là người đã dẫn đoàn làm phim của Gaia đến với những cái xác. Kênh YouTube Gaia thì thuộc sở hữu của Gaia.com, một website có lịch sử lâu đời như là một nhà cung cấp thuyết âm mưu, khoa học giả cầy và những tuyên bố huyền bí với giá cắt cổ từ 99 đến 299 đô la Mỹ mỗi năm. Rất nhanh, nhiều người kết nối các mảnh ghép và nghi ngờ rằng toàn bộ câu chuyện này và có thể là cả những câu chuyện tương tự về sau đã được dựng lên chỉ để kích thích các fan của bộ môn UFO và thuyết âm mưu trả tiền cho Gaia. Đúng, hợp lý. Trở lại với thực tại, tuyên bố mới nhất của ông Maussan do bối cảnh chủ đề sự sống ngoài trái đất đang được quan tâm tại Mexico đã khiến nhiều người trong giới khoa học tại quốc gia Trung Mỹ này choáng váng. Rõ ràng, những thi thể héo khô với những cái đầu tèo tóp biến dạng đã thành công trong việc khiến những người trong phòng kinh hãi và nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Sau khi hình ảnh về các xác ướp bắt đầu được lan truyền, Viện Vật lý thuộc Đại học Tự trị Quốc gia Mexico đã hối hả đưa ra một tuyên bố nêu rõ rằng các nhà nghiên cứu của họ chưa bao giờ tự mình kiểm tra các mẫu vật mà chỉ thực hiện định vị tuổi bằng đồng vị phóng xạ carbon 14 cho một mẫu da xác ướp của một khách hàng vào năm 2017. Tuyên bố này nhằm khẳng định rằng Đại học Tự trị Quốc gia Mexico không dính líu đến và lại càng không đồng tình với những tuyên bố long trời lở đất của ông Maussan. Antigona Segura, một trong những nhà sinh vật học vũ trụ hàng đầu của Mexico, một thành viên của sáng kiến tìm kiếm sự sống trên các ngoại hành tinh NEXSS chủ trì bởi NASA, đã tố những quan điểm của ông Maussan là không được hỗ trợ bởi bằng chứng và toàn bộ sự việc lần này là đáng xấu hổ. Hôm thứ Tư 13 tháng 9, Julieta Fierro tới từ Đại học Tự trị Quốc gia Mexico đã nói rằng để kết luận những thi thể có phải là không phải con người hay không, các nhà khoa học sẽ cần nhiều hơn là kết quả chụp X-quang. Tóm cái máy lại, giữa bối cảnh bằng chứng về sự sống ngoài trái đất, dù là nguyên thủy nhất chưa từng được tìm thấy, những bộ hài cốt có hình thù khác lạ được tuyên bố không phải của con người rõ ràng đã khơi gợi trí tò mò của bất cứ con người nào. Tuy nhiên, đừng để mong muốn không cô đơn trong vũ trụ làm lù mờ lý trí. Cho đến khi ông Maussan cho phép các nhà khoa học độc lập làm việc trực tiếp với những xác ướp mà Quốc hội Mexico nhìn thấy hôm 12 tháng 9, vẫn còn hơi nóng vội và cảm tính nếu kết luận rằng những tuyên bố của ông và các cộng sự là một trò lừa bịp. Nhưng nếu bạn hỏi VFacts có tin vào những tuyên bố đó không, câu trả lời là một chữ không tỏ tướng. Có vẻ như ai đó đã không làm đúng lời thề, chỉ nói giả sự thật rồi. Vậy còn anh chị em thì sao? Anh chị em có tin ông Maussan? Nhớ để lại bình luận bên dưới. Như mọi khi, nhớ tặng chúng tớ một like nếu bạn cảm thấy video này hay. Đăng ký kênh và rung chuông để không bỏ lỡ các nội dung từ VFacts. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!